Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do có những nội dung chính sau đây. Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi bị tạm giam vì nhận hối lộ. Ông hội đồng đánh nhân viên sân golf bị xem xét kỷ luật đảng. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoạt động đăng kiểm. 5 trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực giáp ranh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tàu hộ vệ Hải quân Pháp sẽ thăm Việt Nam trong tháng 4. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận: giới trẻ hạn chế tương tác trên mạng xã hội vì sợ vạ lây. Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Phượng, vào ngày 14 tháng 3 chính thức nhận lệnh tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn lệnh tạm giam 3 tháng 21 ngày đối với ông Phượng. Vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, ông này bị tạm giữ khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản báo Thanh Niên dẫn nguồn tin riêng cho biết, ông Phượng trong cương vị giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi đã nhận tiền để làm giả kết luận giám định pháp y liên quan đến một vụ thi hành án hình sự. Điều này làm thay đổi bản chất trong việc thi hành bản án của người liên quan. Ông Nguyễn Viết Dũng, người hành hung nữ nhân viên sân golf nhập viện, sẽ bị chi bộ nơi ông sinh hoạt đảng xem xét kỷ luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ông Trịnh Cường, vào chiều ngày 14 tháng 3 cho biết đã có chỉ đạo như vừa nêu. Ông Trịnh Cường được dẫn lời nguyên văn, chi bộ công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng sẽ có kết quả kỷ luật trong tháng 3 này. Chiếu theo quy định số 69 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành, ông Dũng vi phạm điều của quy định là vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh. Cũng theo ông Cường, bản thân ông Nguyễn Viết Dũng đã làm đơn xin thôi giữ chức bí thư chi bộ. Tuy nhiên, thị ủy sẽ xem xét đơn sau khi có kết luận về cuộc họp kỷ luật đảng của chi bộ nơi ông Dũng sinh hoạt. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông Vận tải. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 14 tháng 3, dựa theo nội dung công văn của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, ký gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, đề nghị giúp đỡ tháo gỡ khó khăn mà Bộ Giao thông Vận tải đang gặp phải trong hoạt động đăng kiểm. Trong công văn, Bộ trưởng Thắng cho biết tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm vẫn đang gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều chủ phương tiện phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm do thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực đăng kiểm viên. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến thời điểm hiện nay, cơ quan công an đã khởi tố bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Có 72 trên 281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động. Các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã ghi nhận 5 trận động đất mạnh từ 2,5 đến 3,1 độ Richter trong 2 ngày 13 và 14 tháng 3. Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam cho truyền thông hay tin trên trong ngày 14 tháng 3. Theo Viện Vật lý, tại khu vực giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 3 ghi nhận 3 trận động đất. Riêng tại khu vực Kon Tum, Quảng Ngãi, 2 trận động đất đã được ghi nhận vào sáng ngày 14 tháng 3. Tại Quảng Ngãi, động đất đã xảy ra tại hai huyện miền núi giáp ranh Kon Tum là Sơn Hà và Sơn Tây. Theo Viện Vật lý, đây là hai địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng động đất và cũng là nơi có nhiều dự án thủy điện nhất tỉnh. Riêng huyện Sơn Hà có 9 trong số 33 dự án thủy điện của tỉnh. Thủy điện nước trong hoạt động, các dự án còn lại đang triển khai. Tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum ngày 13 tháng 3 đã xảy ra 3 trận động đất liên tiếp với độ lớn từ 2,8 đến 2,9 độ Richter. Tuy nhiên, động đất không gây thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù vậy, tại huyện Kon Plong, động đất đã xảy ra liên tiếp từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay. Có ngày 4 trận gây không ít hoang mang lo lắng cho người dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất, Kon Plong có thể tái diễn kịch bản như động đất kích thích ở sông Tranh 2, Quảng Nam. Động đất kích thích xảy ra tại sông Tranh 2, bắt đầu từ năm 2012, kéo dài đến nay với hàng trăm trận, từng gây xáo trộn đời sống người dân tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My trong thời gian dài. Vì vậy, trong nhiều tháng tới hoặc nhiều năm tới, Kon Tum vẫn sẽ ghi nhận các trận động đất.
tàu hộ vệ Prairian của Hải quân Pháp sẽ thăm cảng Hải Phòng từ ngày 2 đến 6 tháng 4, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Tờ Người Lao động loan tin trên trong ngày 14 tháng 3, theo lời phát biểu của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarneri tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày. Đại sứ Guarneri cho biết tàu hộ vệ Prairian của Hải quân Pháp đến Việt Nam sẽ tham gia nhiều hoạt động gồm gặp mặt, huấn luyện thực hành, thi đấu bóng chuyền, mời sinh viên lên thăm tàu, v.v. Đại sứ Guarneri khẳng định an ninh quốc phòng là lĩnh vực hết sức quan trọng trong quan hệ song phương vì Việt Nam và Pháp chia sẻ những quan điểm chung về đảm bảo trật tự quốc tế ở khu vực. Đại sứ cho rằng chuyến thăm của tàu Prairian góp phần thể hiện quan điểm chung của hai nước trong lĩnh vực này. Đại sứ cũng nhấn mạnh cả về vị trí địa lý và chính trị, Việt Nam có vị trí quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương là hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4. Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Trần Nghĩa Hòa cho biết hội nghị sẽ xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề về cơ hội và thách thức về môi trường, nước và xử lý nước, thành phố thông minh và số hóa, văn hóa di sản và du lịch, đô thị bền vững. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày, sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, gần đây, nhiều người đăng video clip lên mạng xã hội bóc phốt người khác hoặc chia sẻ những câu chuyện ghi nhận được từ xã hội bị cho là phản cảm, đã bị phạt vi phạm hành chính. Nhiều người trẻ cho biết, để tránh bị vạ lây, hiện họ giảm mức độ tương tác trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Mới nhất là vụ chị G bị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Giang phạt 5 triệu đồng vì đăng video 4 phụ nữ mặc áo hồng, uốn éo, nhảy nhót tại chùa Bổ Đà. Công an cho rằng chị G đăng clip gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Trước đó, nhiều trường hợp lập Facebook đăng bài viết xúc phạm danh dự người khác đã bị công an bắt tạm giam hoặc bị phạt tù như vụ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Đại Nam và các cộng sự của bà. Qua các sự việc đó, nhiều người trẻ cho biết họ ngày càng thận trọng hơn trong việc tương tác trên mạng xã hội vì không muốn rước họa. Đối với cá nhân em ấy, thì em sẽ không có đăng lên mạng xã hội. Tại vì mình phải tìm hiểu cái vấn đề là cái việc đó nó xuất phát từ ở đâu. Mình đăng lên cái mạng xã hội nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề đó. Mà thường đăng lên mạng xã hội nó thấy không có giải quyết được. Những người chia sẻ những cái điều đó không hay tốt thì em cũng không lên án. Tại vì đó là quyền cá nhân của mỗi người mà. Cho nên á, mình chỉ xem thôi, nếu không thích thì mình lướt qua hay là mình bỏ theo dõi thôi. Cá nhân của em thôi, thật sự em cũng không đánh giá và cũng không phán xét nhiều về chuyện đó. Hôm ngày 2 tháng 3, trả lời trên tờ Thanh Niên cũng về đề tài chụp hình bóc phốt người khác có bị vi phạm pháp luật. Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết, trường hợp người quay phim đăng video về người khác lên mạng xã hội thì có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng cho hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, văn phòng luật sư Kết Nối, từng phát biểu trên trang Sức Khỏe và Đời Sống rằng nếu bóc phốt mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015. Giới trẻ cho rằng do trước đây không gặp các sự cố như trên, nên họ gần như chuyện gì cũng muốn đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, giờ họ đã gần như chỉ chia sẻ những điều tích cực. Em không có suy nghĩ vấn đề đó hoặc là tranh luận. Trên xã hội thì người ta kiểu nói nó khác quá, mà cũng tin quá. Ý là mình đọc qua mình cũng thấy tin luôn. Nhưng mà em thì em bỏ qua. Sau một thời gian thì cái sự thật đằng sau đó nó mới phơi bày ra. Trước đây mình cũng có xảy ra trường hợp giống như vậy và cũng có đưa lên mạng. Cũng có suy nghĩ như bạn đấy thì cũng đưa những khi mình gặp chuyện vui hay chuyện buồn gì tất tần tật mình đưa lên mạng hết. Nhưng mà sau đó thì nói chung là lúc nào nó cũng có hai mặt hết. Thì mình cũng nhận, ví dụ như mình có chuyện buồn gì thì cũng nhận được tất cả những lời khuyên hoặc là chia sẻ từ mọi người, kể cả bạn bè hoặc là có cả, kể cả những người mình không quen biết trên mạng, nhưng người ta vẫn chia sẻ, vẫn động viên mình. Nhưng một mặt khác thì người ta cũng có thể nói là
tại sao chuyện gì cũng đưa lên, hoặc là có chỉ có chuyện nhỏ nhặt thôi, tại sao không giải quyết được việc gì phải buồn hoặc thế này thế kia. Và sau thời gian đó thì mình cũng rút ra kinh nghiệm là không phải là chuyện gì cũng phải đưa lên mạng hết. Kiểu giống như là từ đó là mình chỉ sử dụng Facebook để follow mọi người. Theo em á, là tùy quan điểm của mỗi người thôi. Như bản thân em là em sẽ không làm chuyện đó, nghĩa là em sẽ ở ẩn thôi, chỉ chia sẻ những thứ mà mình thấy thú vị, mình thấy hay trong cuộc sống mà mình muốn mọi người biết đến thì mình làm thôi. Còn không thì em sẽ không chia sẻ những cái vụn vặt đó. Không chụp ảnh, hạn chế tranh luận và không muốn đụng đến pháp luật là những gì các bạn trẻ chia sẻ. Bạn có thể đưa ra tất cả những cái suy nghĩ, những cái mà về cuộc sống của mình lên mạng á, thì những người thân của bạn ở xa hoặc bạn bè của bạn lâu ngày không gặp, người ta cũng biết được bạn là như thế nào. Theo mình á, thì chuyện vui thì nên chia sẻ với mọi người, còn chuyện buồn vậy thì mình cũng có thể chia sẻ nhưng theo cách khác, đó chính là xin lời khuyên như thế này thế kia thôi, chứ mình cũng không nên gọi là post tất cả mọi thứ lên trên mạng. Mình sẽ không có chụp ảnh hoặc là không có show bất cứ gì hết, thì mình chỉ suy nghĩ trong lòng thôi. Lúc đó thì em sẽ đánh giá mức độ thiệt hại đối với bản thân mình để xem coi là mình có bị tổn thương như thế nào về tinh thần, về mọi thứ xung quanh, các mối quan hệ của mình, thì lúc đó em mới tính tới bước tiếp theo. Nếu mà quá nghiêm trọng mà gây ảnh hưởng đến mình, đến công việc, cuộc sống hàng ngày, em nghĩ là lúc đó mình sẽ tìm cách để mình giải quyết cái vấn đề đó, ví dụ như là liên hệ với người đó, nhưng nếu không được thì tất nhiên là sẽ dùng đến biện pháp và pháp luật rồi. Còn mà bình thường quá mình có thể giải quyết được thì em cũng tự giải quyết, chứ em cũng không có muốn dây dưa nhiều. Đối với những chuyện đó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình thì cũng không có hay lắm. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.